những giai đoạn quan trọng trong tình yêu mà đôi lứa có vượt qua được hay không. Đúng, chúng ta sẽ đến với tiết mục Tình Nhạc Fan, cuộc gặp đôi vô cùng xinh đẹp mà ngay sau đây quý vị khán giả sẽ được chiêm ngưỡng. Hãy hướng mắt về sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn rất nhiều ạ. Dạ. Dạ biết anh. Chị anh đang cảm ơn. Cái chân của nó không có thẳng á. Dạ. Cái chân của nó không có thẳng á. Nó bằng nó bằng về cao gót nữa. Ô cha với tay thật lớn cho ngủ không và ngủ nghỉ được không ạ? Trời ơi, té rồi, té rồi. Lỡ rồi, lỡ chị vô. Trời ơi, lỡ rồi. Cặp đôi này gấp đôi đi rùa đúng không? Quá trình động nảy luôn mà hát xuống sắc nhảy chấn động. Ôi là trời. Mà nói là nhảy bất chấp tụi đám. Chị Hiếu My là có đối thủ rồi đó. Hồi nãy Hiếu My có nhảy không? Hiếu My hồi nãy là. Trời ơi. Thì ra đây là đoàn Tiếng Hoa. Trời ơi là trời. Thiên âm mà sát chữ luôn. Thiên âm mà sát chữ luôn á. Bởi vì ta đọc không thì. Đây là dâu si dâu si dâu ngộ si dâu si dâu si dâu. Trời ơi là trời. Rồi cái đó quý vị và bây giờ nhập lại tiếp theo. Ái chứ không biết làm chân gì. Cái gì dạ bây giờ là thời điểm để bốc thăm đó chị. À bốc thăm. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Ủa sao cái thùng bữa nay nó còn nó co là còn chút xíu vậy? Dạ, tại vì nó hồi nãy nó dùng cái xương lưng của mình đó. Là dạ, dùng cái xương lưng nó co cái da này. À, dùng cho mấy cái này nó cũng co lại luôn. Vâng. Rồi các bạn, bây giờ sẽ là lượt bốc thăm thứ hai của tối nay. Và ai mà đã có vé chuẩn bị sẵn rồi di chuyển hoặc gửi cho đại diện viên và gửi cho sân khấu để bốc thăm mọi người nhé. Còn các bạn mới có giải thưởng bốc lần thứ hai, chúng ta sẽ chọn con voucher trị giá 300.000 đồng kèm theo một cuốn lịch sử cho đến là đồ. Các bạn có tiền xe đồng hành ạ. Thế bây giờ, thêm hỏi con ai chưa bỏ vé không ạ? Dạ bé thấy chị ở bên đây ạ, chị ở bên đây Hiếu kêu mà. Và trong khi chờ đợi tất cả quý vị thân mến thì tuần sau chúng ta sẽ có một đêm rất là ấn tượng của nam nghệ sĩ Vito Tấn Đạt với một đêm đấu ấn Tấn Đạt. Rất mong quý vị cũng sẽ đến ủng hộ cho Tấn Đạt nha. Bạn ấy là một trong những giọng hát chủ lực của Sài Gòn Tân Thời với là hơi rất là đẹp trong bộ quân có thể là kẻ lương màu quả. Cho nên hy vọng là quý vị nếu như mang kẻ lương màu đen với Tấn Đạt thì tối ngày 29 cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng Hà. Hy vọng là quý vị cũng sẽ là hài lòng với đêm nhạc đó ha. Không chỉ kéo tập cổ mà còn có tâm nhạc nữa và đi đầu tư rất là công phu luôn. Hy vọng là mọi người sẽ đến thật đông ạ. Rồi, thế bây giờ các con nào mình chưa bỏ vé vô mình và xin mời diễn viên sân khấu hoặc gửi cho các bạn diễn viên ạ. Các bạn diễn viên hỗ trợ lấy giùm chị với. Rồi cái thùng mình đã co lại rồi thì em xin mời một em bé nhỏ tuổi ha để mình bỏ mấy cái thùng này cho nó có cái lên đây không lên đây rồi. Ủa người quý